tuần. Theo quan điểm thì cái giống như nãy chị Nga chị có nói vấn đề về cái vaccine á, nó thật sự mà nói là đó là một cái công trình của một quốc gia, thì em nghĩ đó là một cái công trình của một quốc gia chứ không phải là chuyện chuyện giỡn. Từ trước bây giờ, từ khi mà cái xã hội loài người chúng ta mà khám phá ra được một cái dạng giống như vaccine để mà đối chọi lại với bệnh tật, thì em nghĩ đó là tất cả các loại vaccine trên thế giới này nó đều phát triển theo một cái thời gian rất là lâu dài. Tức là mỗi nước, mỗi quốc gia đều phải tốn tiền, tốn nhân lực rất nhiều. Thì em nghĩ là rất là nói chung là tốn rất là nhiều. Mà bây giờ cái tình hình dịch bệnh hiện nay á, để mà chúng ta gọi là đưa vaccine ra mà chích mà một cách đồng loạt, thì em nghĩ là cần phải có cái thời gian rất là nhiều để chúng ta thử nghiệm, tìm thêm một cái mẫu thật là lớn, có thể là mấy chục ngàn người, thậm chí là 100.000 người. Nếu mà có điều kiện á, thì chúng ta phải nên làm cho thật kỹ để đảm bảo cho cái vaccine mà chúng ta ra ra đời nó thật sự là hữu hiệu, giảm bớt những cái sai số cần thiết. Và đặc biệt em cũng cũng đồng ý với chú Phú á, là vaccine này á, là chúng ta sẽ sử dụng nó không chỉ đơn thuần đó là chích cho người dân của chúng ta, mà nó sẽ là một cái sản phẩm của đất nước, một cái sản phẩm của quốc gia để giống như là chúng ta giới thiệu cho bạn bè thế giới biết được về cái sự tiến bộ của nền y học Việt Nam mình. Cho nên em nghĩ là thà rằng chúng ta chậm chậm đôi ba ngày đi cũng được, đôi ba tháng cũng được, mà chúng ta có được những cái sản phẩm tốt, lấy được cái uy tín vị thế quốc gia, thì em nghĩ cái đó nó quan trọng, nó lớn hơn rất là nhiều. Còn hồi nãy chị Nga chị ấy có nói về vấn đề vaccine về chính trị, thì em theo quan điểm của em nhanh bằng vaccine nó không 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 phải đơn thuần đó là một cái y khoa đâu anh, mà em nghĩ đó là nó đưa vào trong một thành một cái vũ khí chính trị của nhiều nước trên thế giới. Như em thấy ở Trung Quốc ấy, nó đem vaccine qua bên Nam Mỹ, có một số nước là nó cho không, nhưng mà bù lại những nước đó phải ủng hộ nó về những cái hoạt động kinh tế, sau này khi mà hết dịch là phải ủng hộ nó về các hoạt động kinh tế, tạo điều kiện cho người Hoa có thể làm ăn buôn bán trên những đất nước đó. Cho nên em nghĩ là vaccine người ta cho như vậy tất cả người ta đều có dụng ý, chứ không phải là người ta không không mà người ta ban phát cho mình đâu, không phải là người ta thương người ta ban phát cho mình đâu, mà người ta đều có những cái dụng ý chính trị riêng hết. Ở Brazil á, thì Trung Quốc nó nói là nó sẽ giúp đỡ Brazil về vaccine, nhưng mà nó đòi hỏi là chính phủ Brazil phải để cho hãng Huawei làm tiếp tục kinh doanh tại Brazil đó anh. Tức là nó trao đổi hết, đánh đổi hết, tức là bây giờ tao giúp mày thì mày phải giúp ngược lại tao về cái chuyện gì đó, chứ không phải đơn thuần là nó dùng vaccine nó rải như vậy, nó giúp người, nó cứu nước dân nước khác đâu. Em nghĩ là như vậy, cho nên cái chuyện mà chúng ta mua được vaccine hay là thương lượng để có được một cái gọi là cái hệ thống làm vaccine, thì em nghĩ đó là một trong những cái khó khăn về mặt ngoại giao vào thời điểm này. Tất cả các nước lớn, những cái nước mà có cái công nghệ y khoa hiện đại, em nghĩ là bây giờ đa phần là họ sử dụng vaccine giống như một công cụ chính trị. Em nghĩ đó là một công cụ chính trị để thương thuyết với người ta, để đảm bảo cho Đúng rồi, mình có đúng vaccine mà đúng. không mất đi cái quyền lợi, không mất đi cái quyền lợi dân tộc của mình đó, thì em nghĩ cái đó khó ra. Bây giờ thời bây giờ cũng khó lắm, cho nên mình cố gắng hết mức để mà có lượng vaccine thôi. Chứ thật ra là các nước lớn bây giờ là họ sử dụng cái này thành cái chiêu bài về chính trị để họ Không, đạt được cái lợi ích nào đó của mình. thực tế anh nói với Bùi Tùng như này này, cái chuyện với Bùi Tùng nói thì nói chung là trong cái những cái chuyện đấy thì nó gắn về về vấn đề chính trị, vấn đề kinh tế, thì cái chuyện đấy không có sai đúng không? Nhưng mà bây giờ nhiều khi ấy, các bạn mình nói một câu, tức là không ai cho không ai một cái gì ấy, thì nói chung là cũng có phần một phần chính xác. Nhưng mà có một cái như thế này này, bây giờ ví dụ như một số bọn nó bảo là bây giờ Việt Nam đi ăn xin vaccine cái nọ kia, vì hoặc là Nhật Bản vừa rồi người ta đã viện trợ cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine đúng không? Sau đó vừa rồi, tức là tiếp tới, ví dụ từ ngày hôm qua ngày hôm nay đấy, Nhật Bản đã tuyên bố là viện trợ tiếp cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine nữa. Thì tôi nói các bạn như thế này này, đó là cái quan hệ giữa tốt giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ví dụ như trước kia Nhật Bản bị sóng thần hoặc gặp một cái tai họa gì đấy, hoặc là năm 2020 mà khi Việt Nam mà nó chưa bị cái dịch Covid-19 này, thì Việt Nam cũng gọi là mình cũng là một nước nó nghèo hơn thôi đúng không, nhưng mà mình cũng viện trợ, ví dụ là về động đất nọ kia ở sóng thần ở Nhật Bản thì mình cũng viện trợ cho Nhật Bản, ví dụ cỡ khoảng 1 triệu đô la, so với cái nền kinh tế của Nhật Bản thì nó chẳng đáng bao nhiêu cả, nhưng đó là cái tình cảm đúng không, đó là nghĩa cử cao đẹp và cái sự quan hệ tốt giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trước kia tất cả Nhật các bạn Bản, biết rồi, những quan hệ với Nhật Bản với Việt Nam tốt như thế nào rồi, vì là hai đời tổng thống bắt đầu còn lên. công việc làm ăn của các công ty Nhật tại Việt Nam nữa anh bạn ơi.
nó đấy cũng liên quan đến kinh tế đấy, đúng rồi đấy, nó liên quan đến đúng. kinh tế Tức đấy, là vấn đề chậm ở chỗ nó là liên vấn quan đề đến kinh tế đấy, dạ đúng không, tại sao nó không tức cho là Lào, không cho quan hệ Campuchia, kinh tế giữa Việt Nam và cái quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản thì càng ngày đúng càng rồi. càng khít đại loại thế, chứ mình nói nghĩa là chứ mình đừng có nghiêng về về vấn đề tức là Tức là em nghĩ em hiểu anh kiểu bằng, như tức vậy là Trung Quốc đấy. đừng đừng có bi kịch quá. Đấy cái kiểu đấy, Em ví dụ hiểu như ý thế anh. này, Dạ nhưng mà nói về cái sâu xa vấn đề thì nó cũng vẫn phải là lợi ích của dân tộc của họ đấy anh, trên đời này nó hết thôi, chỉ có Cuba thôi, chỉ có Cuba với là với Việt Nam thôi, đó. chứ còn hầu hết các thứ, tại vì các doanh nghiệp Nhật Bản làm việc ở đây của Việt Nam rất nhiều nhá, các công ty Nhật của làm việc tại Việt Nam rất nhiều đấy anh nghe. Anh để ý xem một cái ngày đầu tiên mà tiêm vaccine cho ở thành phố mình là ở công ty nào, anh bằng biết không, công ty liên quan ai không, thì Chắc anh cứ cũng không dở biết cái lịch ra mà xem, anh lại dở cái lịch ra mà xem đấy cái ngày đầu tiên tiêm vaccine tại 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 thành phố Hồ Chí Minh á, cái ngày đầu tiên á, cái mở màn á, lấy về team với thằng nào anh biết không, công ty của Nhật cái thằng nào đúng đấy, công không, ty Honda Nhật hoặc một số khu công nghiệp thì nói chung là nó cũng gắn nhưng mà em dạ về cái lợi ích kinh tế ở đấy đúng đúng không? rồi, cái mối quan hệ của giữa hai nước đương nhiên, nhưng mà trong đó bao giờ người ta nó cũng cũng phần cũng lồng lồng hết á, nên cái bạn gì bạn vừa nói là đúng đấy, thằng Trung Quốc bây giờ nó không cho ai không một cái chi hết á, giống như nó cho thằng Philippines vaccine, nó cho thằng Brazil, nó cho là đi đằng sau đấy là cả vấn đề đấy, cả cả một cái vấn đề. Bởi vì Thì em mới nói với chị bây giờ dạ là là mình nói với Bùi Tùng và tất cả các bạn, mình có chị dạ Phan Thị Nga này, nói chung là cái ngành gọi là mình cứ nói nôm na gọi là sản xuất quả vaccine của Việt Nam ấy, thì nói chung là từ trước nay mình cũng đạt được những thành tựu rất là lớn đúng không, hiện nay hình như ở trên thế giới có 12 loại vaccine thì Việt Nam đã sản xuất được 11 loại vaccine rồi đấy, thì nói chung đúng là mình rồi đúng rồi, nhưng mà riêng cái vaccine của cái covid này nó rất là mới anh nghe, cái công đúng nghệ nó không? rất là mới, tức là có thể là Việt Nam mình không dùng cái công nghệ truyền thống đó, tức là nó rất và cái con vaccine này này nó được cái vaccine mà được đưa ra thị trường á, là so với các vaccine khác là nó rút ngắn giai đoạn cũng đã nhiều rồi, thường là một vaccine là từ 5 đến 10 năm, anh mở các cái công bố của trên mạng ra mà xem, thường từ 5 đến 10 năm đó, thường từ 5 đến 10 năm, và trên những cái nhóm mẫu rất là đông đó, cái nhóm mẫu đông ghê lắm. Đó, em nói với anh bằng nhé, cái vaccine á, là vừa rồi có một cái công ty gì của Mỹ cũng rất là nổi tiếng đấy, công ty dược phẩm rất nổi tiếng đấy, nhưng mà nó bị trì hoãn rồi, nó kêu là phải 2 tháng nữa nó mới đưa ra, mặc dù nó đã thử nghiệm trên 30.000 những người là nhóm gốc gốc những người Latin đó, để nó đưa ra một cái mẫu, tức là nó đã thử nghiệm trên nhóm người châu Á rồi, những người châu Phi rồi, nhóm người châu Âu rồi, tức là người da trắng ấy, bây giờ còn nhóm người người Latin là nó thử nghiệm thêm nữa, và cái nhóm người người lai giữa người Latin và tức là những cái người mà da màu ấy đấy, nhưng mà cái hội đồng của y khoa của Hoa Kỳ nó vẫn chưa cho, nó kêu là yêu cầu là để 3 tháng nữa để đánh giá lại nhé, tức là đánh giá lại cái phần đấy, cái kháng thể ấy, và những cái mà tác động của cái vaccine ấy đối với cái tế bào, tại vì anh biết không, vaccine đưa vô trong người đương nhiên nó sẽ biến đổi một số cái protein rồi, đây là mình là người ngoại đạo, mình đọc 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 tài liệu thì mình thấy như thế thôi đấy. Dạ chị, dạ chị. Bây Em giờ cũng đây có nghe tao cái nói với anh Quy biết một điều như này này, hiện nay á nhà nước là ai, nhà nước là những người dân đúng không, ví dụ người dân không có một cái ví dụ không đồng ý chẳng hạn thì là người dân, ví dụ tôi có ý kiến ví dụ như nhà nước như này ABC, như nhà nước sẽ trả lời là không, cái chuyện này có giải thích các thứ một cách rất là rõ ràng đúng không, cho nên các quyết định của nhà nước đưa ra nhà nước đó là ý kiến của những người dân cả thôi đúng không, đó người ta đưa ra người ta có một cái sự giải thích các thứ có tình có lý mà trên cơ sở khoa học, chứ không phải là ví dụ như mình là một người dân chẳng hạn có khả năng cái ý kiến của mình đưa ra chứ chưa chắc là đúng đúng không, nhưng mình phải đưa ra để cho anh em thảo luận như nào để đưa ra một cái ví dụ như cái vaccine của Việt Nam chẳng hạn thì cũng có một số ví dụ như mình vừa giải tại sao mình đưa ra những ý kiến, thì có phải là những cái quyết định này là có phải một là vội vàng hay là trong tình hình cấp bách mình có thể là đưa ra sớm hay không, nhưng vấn đề ví dụ một số người đưa ra là cái vaccine hiện nay là ví dụ mình sản xuất nó phải đúng như trong quy trình thử nghiệm cho giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 như thế nào để mà ví dụ khi đưa ra được cái tổ cái hội đồng, thứ nhất là hội đồng đạo đức của Bộ Y tế người ta
công nhận đã, sau đó tổ chức y tế thế giới người ta công nhận, đó là một bước đi rất thận trọng và rất hay, nhưng mình cũng phải đưa ra một ý kiến để mà anh em thảo luận, hiểu không? Như kiểu Cali đó, AQ. Em nghĩ rằng là như này, trong cái quá trình mà cái vaccine của chúng ta được đưa ra thị trường trong có thể là trong thời gian tới ấy, thì em nghĩ rằng những cái thế lực thì họ sẽ không ngừng họ đả kích về cái vấn đề vaccine của chúng ta đâu ạ. Bởi vì là từ xưa nay ấy, khi mà đảng nhà nước ta đưa ra bất kỳ một cái quyết sách nào đó ấy, thì những cái thế lực chống cộng cực đoan là những cái thành phần dân chủ của trong đất nước, họ luôn luôn đưa ra những cái lời lẽ để mà xuyên tạc những cái vấn đề. Rồi ok, xin mời Bùi Tùng tiếp. Dạ. Rất mạnh. Em thì có cái chia sẻ về thêm về cái tình hình vaccine ở ở Đài Loan á anh. Ở Đài Loan thì có một điều lạ lùng như thế này nè anh. Trung Quốc ấy, thì bảo là sẽ gọi là hỗ trợ vaccine mà miễn phí cho đại dân Đài Loan, nhưng mà chính phủ Đài Loan lại không chấp nhận, chính phủ Đài Loan lại không chịu lại nó. Nó tức là ý của chính trị đó anh, tức là như thế này, tức là nếu như mà để vaccine đại lục mà chích cho người dân ở ở Đài Loan thì người dân Đài Loan sẽ nghĩ cái gì, họ sẽ nghĩ gì về đại lục, cái vấn đề như vậy, cho nên chính phủ ở Đài Loan họ không chịu, mặc dù có vaccine họ không chịu, họ nói tôi chỉ ra xài vaccine Anh với Mỹ thôi. Cho nên em mới nói là cái vấn đề mà có được cái vaccine vào thời điểm này là đòi hỏi đảng và nhà nước chúng ta phải thương thảo. Em nghĩ là thương thảo rất là mệt mỏi, về cái con đường ngoại giao chúng ta rất là mệt mỏi, nào là chúng ta mua bao nhiêu liều trong cái tháng này, chúng ta mua bao nhiêu liều, rồi chúng ta sẽ mua cái liều đó với giá bao nhiêu tiền, với giá bao nhiêu tiền để mà chúng ta có thể đưa xuống rồi phân chia cho các tỉnh các thành, và tiêm cho ai, tiêm vào thời điểm nào, lượng bao nhiêu cho nó hợp phù hợp. Cái đó em nói thiệt luôn anh, là bây giờ các bác ở trên đảng và nhà nước họ mệt mỏi lắm, hàng đêm chắc chắn họ vất vả, họ mệt mỏi lắm, nếu họ thực sự suy nghĩ những cái điều như vậy cực khổ. Chứ bây giờ em thấy, bây giờ ở em thấy là ở ở Khánh Hòa cũng có dịch rồi, ở Đà Nẵng, ở thành phố rất là nhiều, bây giờ cái lượng vaccine nó ít thì chúng ta phải chia như thế nào, chúng ta phải vận chuyển như thế nào, chúng ta sẽ chích cho ai, rất khó. Cho nên là em nghĩ là người dân chúng ta là cũng đừng nên than vãn, bởi vì em nghĩ là những người ở trên á, những người đang làm ở chính phủ nhà nước, người ta còn mệt mỏi, người ta còn rất nhiều cái vấn đề mà phải lo nghĩ rất là nhiều. Dạ. Rồi không, mai lên nói gì xem mà ai có tiếng. Cái mạng của em nó bị chập chờn á, vì là bên chỗ em đang mưa to gió lớn á, bên chỗ em đang bị mưa to gió lớn mà. Ngoài Bắc mà mưa to gió lớn là hay ấy, mát mẻ. Anh cũng mong là ngoài Bắc nhiều khi là cứ tối là mưa là tốt rồi, có ban ngày nắng để cho bà con đi làm. Vâng, 2-3 ngày hôm nay ở bên chỗ em đang mưa to gió lớn á. Đến đây thì em xin thông báo một cái thông tin ở ngoài Bắc ấy, đó là ở một số cái tỉnh thành xuất hiện những cái ca bệnh mới như ở bên Vĩnh Bảo ấy. Thì em hôm nay cũng có một cái chuyến sang bên Vĩnh Bảo để mà thăm người bà con ở bên đó ấy. Thì đây nó là cái tình hình thực tế ấy. Thì em thấy rằng là đảng nhà nước ta đã đưa ra những cái chủ trương ở địa phương đã khoanh vùng cái làng đó lại này, sau đó là lập những cái chốt chặn khai báo y tế này, rồi là cho những chuyến xe đến để sát khuẩn cả cái khu phố cái làng đó đấy, rồi là có những chuyến xe gọi là xe tuyên truyền đấy, họ phát loa về những phương pháp phòng chống bệnh này, phát khẩu trang miễn phí cho những người ra vào. Hỏi Mai Lên ở Vĩnh Bảo đấy, có phải là cái ca đấy nó liên quan đến cái người mà ví dụ ở cái chuyến xe khách mà từ thành phố Hồ Chí Minh về không, hay là nó liên quan đến cái gì? Vâng ạ, chính xác đấy ạ. Chính xác đấy ạ, nó liên quan đến cái chuyến xe đi về thành phố Hồ Chí Minh đấy. Thì cụ thể thì là hiện tại ở bên Vĩnh Bảo ấy thì những cái công tác đầu tiên của cái việc mà truy vết những cái F1 ấy, và những F2, F3 thì đang diễn ra rất khẩn trương. Liên tục có những cái công văn, những cái chỉ đạo của thành phố yêu cầu rằng là khoanh vùng dập dịch, là yêu cầu sát khuẩn, rồi là tiếp tục em thấy là những cái khu công nghiệp như em đang làm này, có những người mà họ liên quan đến cái khu vực đó thì phải khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm nhanh test COVID ạ. Và em cũng xin thông báo ở cái công ty mà em đang làm ấy thì đã thực hiện test COVID 100% công nhân cách đây 2 tuần ạ. Và đến cuối tuần này chúng em đang có một cái chiến dịch, đó là tiêm vaccine ấy.
Thực tế thì là nhờ là cái đợt test COVID vừa rồi ấy, thì chi phí để mà test COVID cho công nhân chúng em là 200k, 200k một người ấy. Và tới là cái đợt mà tiêm vaccine này thì cũng được thông báo rằng là một mũi đầu tiên thì tiêm là 400 á. Có giá 400 ấy thì chúng em cũng được giải thích rằng là cái số tiền này ấy, nhằm chi trả cho cái việc cho những cái đội ngũ y bác sĩ, những cái người mà họ trực tiếp họ tham gia vào cái công tác mà lấy mẫu xét nghiệm và những cái người mà họ liên quan trực tiếp đến cái công tác y tế thì em thấy rằng là không chỉ riêng gì công ty của em đâu mà tất cả những khu hơn thì công ty trong cái khu công nghiệp mà em đang làm việc ở ngoài Quảng Ninh ấy thì đều được có những cái đoàn y tế họ về họ thực hiện test COVID và đưa lên cái và kêu gọi người lao động tập trung rất là đông á, thì nó rồi là mọi người di chuyển từ nhà đến chỗ làm, từ quê lên chỗ làm, có cái gọi là cái mật độ di chuyển rất lớn từ các tỉnh thành về về nơi làm việc ấy. Thì nhà nước chúng ta đưa ra cái chính sách là tiêm vaccine cho cái những cái công nhân nhân viên ở khu công nghiệp, đó là một cái chính sách rất là tốt, vì là ở đây là cái nơi tập trung rất là đông công nhân, và công nhân thì tứ xứ từ nơi khắp nơi đến ấy, là có cái lịch trình di chuyển rất là phức tạp. Đó thì rõ ràng rằng ở đây nó là cái bước làm cụ thể. Rồi xin mời Bùi Tùng đi. Hồi nãy chị Mai chị có nói về cái vấn đề mà đóng phí phải không anh? Đóng phí mà mình chích ấy, thì theo em nghĩ là bây giờ tình hình bây giờ là các y bác sĩ rồi các đội ngũ y tế của chúng ta làm việc, em nói thật thôi, góp vài trăm ngàn cho họ bồi bổ thì em nghĩ nó cũng là điều hợp lý, nếu thật sự có cũng là điều hợp lý. Tại vì cái việc mà nắng mưa nắng mà mặc cái áo xanh dày rồi mang cái giày như thế đi lê đi lết rồi đi chích người này người kia em thấy cực lắm, em cảm nhận là cực lắm, vất vả lắm. Mà thực tế anh nói với Tùng như này, Tùng không biết là có ra ngoài Bắc nhiều không, nhưng mà anh sẽ sống ở ngoài Bắc cái thời gian này anh cũng biết cái nắng ngoài Bắc nó, tôi nói các bạn cùng nhiệt độ có khoảng 35-36 độ C, nhưng ở trong miền Nam này mình cảm thấy nó 35-36 độ C thì nó dễ chịu hơn, nhưng ở ngoài Bắc cái nóng của nó kinh khủng, nó dã man lắm. Thực tế là cái bây giờ cái lạnh ngoài Bắc mình không sợ bằng mình sợ cái nóng. Cho nên các bạn hãy cứ tưởng tượng các cán bộ y tế, chẳng hạn nhân viên y tế, người ta mặc cái áo hai lớp, cái áo y tế mà mình cảm thấy như, các bạn nhìn như áo mưa ấy. Như thế các bạn ngồi không, các bạn đã toát mồ hôi ra rồi, các bạn khốn nạn rồi, nghĩa là người ta còn mặc những bộ quần áo các thứ như thế. Ví dụ như mình thì mình thực tế là tôi nói các bạn mình không chịu nổi. Cho nên là thường thường ấy, khi mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh này, mình ra ngoài quê mình thăm gia đình hoặc như thế này khác thì mình thường thường ra vào mùa thu hoặc mùa Tết, chứ còn bây giờ mùa hè mình ít khi mình ra lắm, vì thực tế mình không chịu được những cái nóng ở đó. Cho nên là trong cái điều kiện mà chống dịch như thế này thì các bạn phải rất là thông cảm và các bạn phải thương cho những cái cán bộ y tế như thế. Rồi xin mời Bùi Tùng. Em cũng nghĩ vậy đó, họ cũng tất bật ngược xuôi, chỗ nào có dịch thì họ phải lên đường họ đi. Em nghĩ là trong cái năm nay thì các cái cán bộ y tế mà về phòng chống dịch bệnh thì em nghĩ chắc nguyên một năm nay chắc họ không có được về nhà đâu anh, em nghĩ vậy luôn á. Nếu mà có thì chăng hay bữa thì cũng vài tiếng đồng hồ hoặc ngày là tối đa, còn không xách vali đi khắp nơi làm hết mọi việc. Mà cái nguy hiểm đối với công việc của họ là có, bởi vì chúng ta cũng thấy là có những y bác sĩ là đã bị nhiễm. Đúng do rồi. Là chúng ta tiếp xúc để chúng ta lấy mẫu mà chúng ta có một cái sự sai số hoặc là bất cẩn thì chúng ta bị lây nữa, nó rất là tội cho họ. Nên cái việc mà em nghĩ là nếu như là cái việc mà chúng ta đi tiêm mà có ủng hộ thêm mấy trăm ngàn cho họ thì em nghĩ cái đó cũng là một cái chuyện tri ân mà rất là tốt cho họ, để họ có cái tinh thần, có cái sức mạnh, có một chút về thoải mái để họ còn tiếp tục mà chữa bệnh, tiếp tục mà đồng hành với dân tộc. Thì em nghĩ rồi, bây giờ là trước dạ dạ anh rồi, chị Mai mời đây. Vâng ạ, rõ ràng rằng là qua cái phần chia sẻ vừa rồi của em ấy thì mọi người ở đây cũng có thể thấy rằng là
là tiếp thì em nhắc đến cái nói tiếp cái vấn đề mà kinh phí của buổi tùng mới đó, là em nghĩ rằng cái vấn đề này nó rất là bình thường thôi, bởi vì là chúng ta thấy rằng là cái nặng của cái đội ngũ y bác sĩ khi mà tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh này nó không phải là đơn giản, cho nên là cái việc mà bỏ chi phí cho cái việc phòng chống dịch bệnh này thì em nghĩ là người dân chúng ta cũng cần phải làm cái điều đấy để mà chung tay cùng với nhà nước. Em nghĩ đây là cái chuyện hết sức là bình thường. Tiếp nữa đó, mưa cái mạng internet hình như mấy người này nó có đứt cáp á, thành công nó có vấn đề gì ở ngoài bên kia chị không, Mai chính thì ở trong cái này mạng không cũng yếu nhưng mà chắc có mưa nữa anh, em nghĩ là có có mưa nữa cho nên là cũng khi cũng 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 nào đó. mình kết thúc cái live của mình ở đây nhá. Rất cảm ơn tất cả Dạ các bạn dạ đã tham gia chương trình, nhất là cảm ơn những cái bạn nữ, ví dụ như Mai Lê chẳng hạn, em là những người mà nữ thì anh cũng cũng thấy em lên một số diễn đàn rồi rất là hay, đó là cái chia sẻ nhất là chia sẻ, còn những các bạn nam mà kể cả các bạn nữ đó, mình cứ chia sẻ đúng cái có cái sự thực ở cái nơi mình sống hoặc là có mình có nhận biết như thế nào mình chia sẻ sẻ thôi. Rồi ok, đây còn Dạ. Mai Lê đây sẽ là lên vì ở ngoài đấy nó có mưa rồi, xin mời Mai Lê em chia sẻ tiếp đi. Rõ ràng là về qua cái thực tế mà em có cái kinh nghiệm trong đợt vừa rồi ấy, thì thấy rõ ràng là nhà nước chúng ta đưa ra những cái chủ trương chính sách về trong cái vấn đề phòng chống dịch bệnh này nó không còn là trên giấy tờ nữa mà nó đi vào cuộc sống thực tế của người dân. Và những cái mà người dân được hưởng cho đến ngày hôm nay đó là cái sự kiềm chế dịch bệnh đó. Rồi là em thấy rằng là khi mà nhà nước chúng ta đưa ra cái việc mà nhận viện trợ từ các nước thế giới từ về vaccine đấy, rồi là tự Việt Nam chúng ta bắt tay vào nghiên cứu sản xuất vaccine đấy. Ok, xin cảm Dạ. ơn Bùi Em xin Tùng. cảm ơn anh Bằng và các anh chị ạ. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.